là chào chương trình ở vườn nhà ông bà tôi có cây sung cổ thụ phải gần trăm năm nhưng gần đây có một số người nói rằng tự nhiên đi ngang qua thì à, thì hay thấy có người gự trên cây tôi nghĩ là cây có vong nào đến ở vậy tôi có cần lập bàn thờ gốc cây không hay cứ kệ vậy là được xin cảm ơn à, à, tôi nói đây là có hai vấn đề chúng ta cần phải lưu ý thường là đúng là cái cây cây cao gọi bóng cả cái cây lâu năm thì thường có những cái phần âm phần vong nó vẫn ở đó là chuyện bình thường nhưng bây giờ nếu như chúng ta đấy là chuyện rất bình thường nhưng nếu chúng ta cứ thấy cái cây nào mà cây to cây cao rồi chúng ta cứ là bàn thờ thì cứ la liệt như vậy thì rất là phiền toái chúng ta thấy ở trong hà nội hay một số các tỉnh thành có những cây tự nhiên nhân dân ta cứ lại một người nào đó cứ xì sụp đầu tiên là cắm hương lên cây xong rồi sau có người lại bỏ bát hương lên Rồi cứ xì sụp rồi cuối cùng là thứ nhất là tắc đường thứ hai là gây ra tai nạn giao thông và người ta lại cứ xì sụp ở đấy thì nó rất là phiền hà cho nên hôm nay chúng tôi nói thẳng cây to nào thì cũng có à, các, các cái phần vong linh người ta tá túc ở đấy là chuyện rất là bình thường chúng ta không nên vì có những vong đó mà lập bàn thờ một cách coi như là tùy tiện và giải khắp nơi như vậy, làm như vậy là chúng ta giống như đường giao thông này này, là chúng ta thì tự nhiên mọc ra một cái một cái quán này, một cái gì cái nhà tự nhiên ách tắc giao thông. thì nay mai cuối cùng là bê bứng cái giao thông đi thì không được thì chúng ta cái cây đấy nó ở đường hoặc vì vị trí nó đó mà nay mai muốn vì quy hoạch muốn làm cái con đường qua đấy thì rất là phiền. cho nên không phải cái cây nào to có vong nó ở là chúng ta lập bàn thờ nhưng nên nhớ một câu là lập bàn thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó thì thờ họ mà không cẩn thận thì cũng phiền toái cho nên là chúng ta tốt nhất không nên thờ như vậy để họ bám vào cái cây M mà nếu có duyên với nhau chúng ta phải à đến đấy chúng ta khai thị làm pháp thí giảng giải cho cái vong đó thôi cái nhân duyên đã hết Đừng trụ vào cái thân trung ấn nữa Mà hãy làm một cái điều thiện nguyện cho họ Hoặc là mời cái vong đó Đến chùa, hoặc đến chỗ nào đó tâm linh Để là họ học Phật Pháp Họ được nghe và họ giác ngộ Họ đi đầu thai ở cảnh giới khác Chứ trụ vào cái cây đó Nó phiền ở chỗ này này Thì khi trẻ em, thì người lớn thì trèo lên cây Rồi cái khùng họ không nhìn thấy vong đâu Họ cứ cái vong đấy đẩy người ta xuống Nên là có khi lại ngã À, có khi ngã chết hoặc ngã tai nạn thì cái vong ấy có phải là lại gây ra nghiệp chướng và khi cái vong gây ra nghiệp chướng thì đi đầu thai kiếp sau lại bị xuống cảnh giới thấp hơn chúng ta thường nói là gì có những cái vong ở cái cây rồi nập tần thờ nó kia thì trẻ em nó cũng chả coi là gì đâu họ ra nó cứ treo treo được cái cái vong ấy thấy uh, xuất hiện là như vậy thì tự nhiên lại đẩy uh, gây ra tai nạn hiện nay có những cây mà có khi nơ mơ trẻ em người lớn đến treo đến đấy thì có khi rất là dễ ngã đấy thì có thể là do trơn hoặc cái giả do này khác nhưng cũng có một phần cũng do những cái vong ở đấy nó đẩy ngã vậy thì chúng ta nên khai thị cho những vong ở đấy không nên nó trụ ở đấy nữa ở đấy là có khi con người đi hái quả hay là gì đó nó cũng gây tai nạn phiền phức cho nên là đến khai thị nếu như ai đó mà gặp thì phải bảo người ta là khai thị giảng giải cho cái vong đó là cái đấy, ở đấy lâu cũng không được tích sự gì ở mãi cũng không nên mà gì khai thị cho họ là thôi để làm cho họ thiện nguyện họ trở về cảnh giới an lành hơn hoặc đi tái sinh ở kiếp sau chứ còn trụ mãi ở cái cây ấy kiếp này qua kiếp khác rất là khổ sở mà nhìn thấy những cái công việc mà họ không làm được rồi nay mai có người đó người ta trèo cây hoặc thậm chí có người người ta đi qua người ta muốn đi tiểu người ta tiểu canh đấy thì cuối cùng vừa vừa bực mình và cuối cùng lại làm hại cái người đi tiểu có nhiều những người mà có khi đi tiểu cạnh gốc cây khi bị bị cái vong đấy nó hành đấy không phải đùa đâu như vậy thì chúng ta thấy rằng rất là bất tiện cho nên không nên lập cái bát hương ở đấy làm gì đấy, vì thứ nhất là nó mình lập bát hương mà mình không cúng người ta cũng trách mà người đi qua cúng như thế nào đấy rồi là họ ở đấy không thấy người đi qua cúng rồi họ để hành người ta cho nên tốt nhất là chúng ta khai thị cho cái vong đó thoát khỏi cái cây đừng trụ vào đấy nữa và không nên nập bát thương nhiều nơi cứ thấy chỗ cây to nập bát thương vừa làm cho gây ra cái tín ngưỡng không tốt rồi làm ách tắc giao thông và làm cho chúng ta là thờ cúng một cách bừa bãi thậm chí thờ cúng đây có khi không chắc đã phải là vì mình thương người ta đâu mà lại muốn ông phù hộ cho tôi thế này cầu nguyện cho ông cái kia tức là cầu lợi là chính thôi cho nên không nên lập bắt thương mà khai thị cho họ ra khỏi cái chỗ đấy để đi trở về cảnh giới an lành hơn cảm ơn bạn